我没有。Thử canh bằng mắt thôi. Em làm cái là cái nhà phá hoại rồi. Em để dây kéo phải nằm chính giữa. Rồi em ép đi. Đủ hai cái đầu vô. Thì hai đầu này nó sẽ làm mình bị lem keo xuống, lôi keo xuống. Xong rồi đập bằng hít canh một bên trước, môi một bên, bên ngoài rồi môi trước, bên thứ hai đây. Kéo dây kéo kéo lên, cái ghé nằm trên là anh không mồi được nữa, là mồi khó lắm, không chính xác. Canh độ đồng đều. Bước phần mũi lên.